Hello, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay bây giờ là đã 9 giờ 50 phút rồi. Hôm nay là ngày 29 Tết nha. Năm nay không có 30 nên có lên thăm ba ở trên Gò Vấp, trên chợ đường Phan Văn Trị đó, sẽ chia sẻ đoạn đường vào những cái ngày, vào những giờ phút cuối cùng của năm 2021 âm lịch. Giờ là đang ở đường Trần Huy Liệu, sẽ đi đường Trần Huy Liệu xong rồi tới đường Quỳnh Văn Bánh, xong rồi tới đường Phan Đình Phùng, đi đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, là tới đường Phan Văn Trị. À, bây giờ là coi như buổi trưa 10 giờ kém rồi. Đường cũng vắng bớt rồi, người ta đi một lượng khách, một lượng người ta về quê cũng nhiều. Rồi một lượng người ta cũng sắm sửa đủ rồi, bây giờ là người ta đang xung vầy với gia đình nên cũng ít có nhu cầu đi ra đường. Ngã tư Quỳnh Văn Bánh với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Cái chỗ này cái đèn xanh đèn đỏ tới hình như là 60 giây nè. Lúc mình chờ đợi 60 giây thấy nó lâu ghê ha. Nhưng mà cứ mỗi ngày qua ngày, rồi mình một tuần mình đi làm á, hoặc mọi người đi làm á, thứ hai đùng cái chủ nhật, đùng cái qua một tuần rất là nhanh chóng. Nhanh lắm nghe. Thời gian thì cứ mãi trôi đi, thời gian không chờ đợi ai. Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian nhất định nào đó thôi, chứ đâu phải là có nhiều đâu. Vẫn chưa nhận thức rằng yêu nhau quá nhanh, chắc sẽ không bền vững vì vui em với anh, nên nhớ chỉ là giờ như cánh chim biển biệt xa khuất nơi chân trời, em giờ như áng mây bằng bạc kim hát trong chiều rơi, ân tình như khói xưa chiều một thu mịt mù sáng lối xua đời vào đêm tối, và em cứ mãi một hạnh phúc cho chúng ta, có chút
Giờ là đang đi trên đường Phan Đình Phùng. Đường này là một đường thẳng nối cuối đường là tới đường, không phải đường này nó có rất là nhiều tên đường nha. Nếu mà một đường thẳng mà đường bự á, là xuống Túc với quận 12 với Lái Thiêu trong đó đó. Thì ở quãng đường này là nó bắt đầu từ đường từ chỗ mà Tướng quân Trần Hưng Đạo đi, Tướng quân Trần Hưng Đạo quay ngược về đây á, đường Hai Bà Trưng, đường Hai Bà Trưng, xong rồi tới cầu cầu Kiệu thì phải, tới cầu Kiệu đúng không? Tới cầu Kiệu, tới cầu Kiệu là đường Phan Đình Phùng, qua cầu Kiệu là đường Phan Đình Phùng theo cái hướng mà từ quận Nhất về Gò Vấp á nha, về quận 12 á, là qua đường qua cầu Kiệu đường Phan Đình Phùng. Con đường Phùng tới ngay thời điểm này nè, ngay ngã tư này nè, là ngã tư ngã tư Phú Nhuận hả? Tôi kêu bằng ngã tư giữa đường Phan Đình Phùng và đường Hoàng Nhân Thụ á, là qua đây á, là nó trở thành đường Nguyễn Kiệm. Đường Nguyễn Kiệm. À, đường Nguyễn Kiệm này là đi thẳng hoài luôn tới tới đâu? Tới ngã ba Chú Ía là coi như là đường Nguyễn Kiệm trở thành đường một chiều. Cái muốn tới ngã năm là phải đi vòng đường Nguyễn Thái Sơn đến đường Phạm Ngũ Lão. Bây giờ mình đang đi trên đường Nguyễn Kiệm nha.